Học viện La Salle Singapore là trường đào tạo từ bậc cao đẳng đến cử nhân và thạc sĩ các ngành nghệ thuật. Trường đang có 2.500 học viên, trong đó 40% là sinh viên nước ngoài. Mỗi năm, nhà trường tiếp nhận khoảng 20 sinh viên Việt Nam. Mời quý vị cùng tìm hiểu về ngôi trường nghệ thuật này trong chương trình Nhịp cầu du học. Singapore là một trung tâm tài chính, giao thương, du lịch nhộn nhịp của châu Á. Hơn 10.000 công ty đa quốc gia đang đóng tại đây. Với hàng triệu người đủ các quốc tịch thường xuyên qua lại, làm việc và vui chơi. Đảo quốc này đang tạo nên sự thu hút không chỉ bằng các hoạt động kinh tế, kinh doanh truyền thống, mà còn bằng nhiều hoạt động mới mẻ như công nghiệp sáng tạo. Khoảng 10 năm trở lại đây, công nghiệp sáng tạo là một khái niệm rất mới để chỉ các ngành nghệ thuật tạo ra giá trị kinh doanh lớn như biểu diễn âm nhạc, kịch nghệ, điện ảnh, truyền hình, mỹ thuật ứng dụng, thiết kế đồ họa, nội thất, thời trang, truyền thông kỹ thuật số. Ở Singapore, công nghiệp sáng tạo có mặt trong nhiều lĩnh vực, nhiều khu vực, thực sự là một ngành công nghiệp không có khói, với nhiều sản phẩm độc đáo, đang góp phần làm nên một Singapore quốc tế ngay giữa châu Á. Để phát triển công nghiệp sáng tạo, cần có nhân lực không chỉ chuyên nghiệp mà còn có khả năng tư duy độc lập, đam mê mới mẻ và khát khao thay đổi không ngừng. Nhân lực này không những phải được đào tạo chuyên nghiệp lâu dài mà còn phải được phát hiện và nuôi dưỡng từ nhiều nguồn đa dạng. Từ cuối những năm 1990, Singapore đã đẩy mạnh việc hỗ trợ các trường đào tạo nghệ thuật chất lượng cao, không phân biệt trường tư hay trường công. Học viện nghệ thuật La Salle là một điển hình cho việc này. La Salle là một trường tư phi lợi nhuận chuyên đào tạo nhiều ngành nghệ thuật phương Tây hiện đại do một nhà giáo dục Canada lập ra ở Singapore năm 1984. Từ nhiều năm nay, khi thấy nhà trường hoạt động tốt, chính phủ Singapore đã tham gia hỗ trợ về kinh phí và phương tiện. Mặc dù vẫn là trường tư, nhưng trường La Salle được chính phủ Singapore cung cấp 1 hectare đất cùng với kinh phí xây dựng và trang thiết bị trị giá hàng trăm triệu đô la Sing để tạo ra một khu học xá mới rất hiện đại. Khu học xá này được khánh thành năm 2006, nằm ngay trong trung tâm thành phố gần các bảo tàng lớn, thư viện, nhà hát, phòng triển lãm và các sinh hoạt văn nghệ khác. Tòa nhà học xá với lối kiến trúc phần lớn bằng kiến thủy tinh, có kiểu dáng theo phong cách tân hiện đại, đã được trao nhiều giải thưởng kiến trúc trong và ngoài nước. Do vậy, học xá La Salle không chỉ là nơi thu hút học sinh, sinh viên, phụ huynh trong nước mà còn góp phần tạo thêm điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế đến thưởng ngoạn nghệ thuật. Không những thế, chính phủ Singapore còn tài trợ học phí cho sinh viên trong và ngoài nước theo học tại đây. Chính phủ Singapore cũng đã vận động các công ty, nhà trường nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu đến hỗ trợ cho học viên La Salle phát triển các ngành học mới như làm phim kỹ thuật số, hoạt hình, kỹ xảo, ca nhạc nhẹ. Hiện tại, trường đang đào tạo 12 chuyên ngành như sáng tác, biểu diễn âm nhạc, kịch nghệ, mỹ thuật, thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp, phim ảnh, lịch sử nghệ thuật, chữa bệnh bằng nghệ thuật và quản trị nghệ thuật. Trường La Salle đang có 2.500 sinh viên theo học, trong đó có 40% sinh viên quốc tế. Giáo sư Steve Dixon, người Anh, hiệu trưởng hiện thời của La Salle cho biết, nhà trường chủ trương giảng dạy sinh viên biết sáng tác độc lập. Trường chúng tôi chú trọng giảng dạy sinh viên thực hành nhiều hơn lý thuyết. Chúng tôi tập trung phát triển tính sáng tạo và năng khiếu của sinh viên. Giảng viên của nhà trường đều là những người chuyên nghiệp, có kỹ năng chuyên nghiệp. Dù theo học thiết kế hay mỹ thuật hay media hoặc nghệ thuật biểu diễn, tất cả sinh viên đều được khuyến khích có ý tưởng độc lập, không sao chép của người khác và phải biết thực hành sáng tạo. Chúng tôi chủ trương nuôi dưỡng óc sáng tạo, xúc cảm nghệ thuật ở từng sinh viên. Thêm nữa, chúng tôi còn hướng dẫn sinh viên biết làm theo nhóm, sáng tạo theo nhóm, sao cho khi ra trường họ có thể làm việc theo tập thể, chứ không phải chỉ làm việc cá nhân, đơn độc. Ông hiệu trưởng còn cho biết, chính phủ Singapore đã và đang hỗ trợ nhiều mặt cho nhà trường. Chính phủ Singapore không những hỗ trợ việc xây dựng khu học xá ở địa điểm mới rất thuận lợi này, mà còn tài trợ cho sinh viên đi học từ các lớp chứng chỉ chuyên đề đến trình độ cử nhân và thạc sĩ. Các chương trình đào tạo của chúng tôi đều được Đại học Goldsmith và Đại học London nổi tiếng của Anh hỗ trợ và cấp bằng liên kết. Bộ Giáo dục Singapore không những tài trợ hoàn toàn học phí cho sinh viên Singapore, mà còn chào đón hỗ trợ học phí cho nhiều sinh viên quốc tế đến theo học tại đây. La Salle hiện đang có hơn 200 học viên quốc tế, trong đó có nhiều sinh viên đến từ các nước ASEAN như Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Myanmar.
Ngoài ra còn có sinh viên Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, kể cả một số sinh viên đến từ các nước Âu Mỹ. Nhà trường tạo ra một không khí học hành rất tự do, sáng tạo. Một bạn nữ sinh viên năm thứ nhất Indonesia cho biết: Tôi chọn LaSalle để học nghệ thuật vì trường này không đào tạo theo lối kinh điển mà đào tạo theo sát thực tế. Các lớp học rất thân mật, gần gũi. Việc giảng dạy thực hiện cho từng người một. Sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên một cách thoải mái. Sinh viên có thể bàn luận việc thực hiện các ý tưởng, dự án nghệ thuật với giáo viên và với nhau một cách dễ dàng. Tôi đang học chứng chỉ năm thứ nhất, nghĩa là sẽ học nhiều môn căn bản, chẳng hạn học vẽ và gần như là học mọi thứ. Việc học diễn ra nghiêm túc nhưng rất vui, tôi rất thích. Mơ ước nghề nghiệp của tôi là nhiếp ảnh. Tôi mong học xong sẽ làm việc cho các tạp chí hoặc các công ty quảng cáo thiết kế. Trong khi đó, các bạn sinh viên Việt Nam, hiện mỗi năm có hơn 20 bạn, cũng rất thích thú theo học các ngành nghệ thuật tại trường LaSalle. Mùa hè vừa rồi thì em thực tập ở Nectanai, là một advertising agency ở base ở Sing. Sau 2 tháng thực tập thì em cảm thấy là mình muốn được thử nghiệm bản thân nhiều ngành liên quan đến ngành design hơn. Nên ra ngay lúc này hiện tại em đang thực tập ở một công ty packaging design, là làm về bao bì sản phẩm, thì chuyên đến thiết kế bao bì sản phẩm. Và em cảm thấy là ngành thiết kế, đối với thiết kế đồ họa, nó có rất là nhiều ngành nhỏ mà các bạn có thể tham gia và tìm hiểu bản thân mình. Nó rất rộng, và thực sự design nó trở thành một cái cơ hội cho mình khám phá bản thân mình nhiều hơn. Và em thật sự rất là hạnh phúc vì những gì em đang làm hiện giờ. Giáo sư Steve Dixon, hiệu trưởng nhà trường, cũng đánh giá cao về sinh viên Việt Nam. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với Việt Nam. Sinh viên Việt Nam theo học tại LaSalle rất có tinh thần trách nhiệm và có tính sáng tạo cao. Các bạn cũng có tinh thần làm việc theo nhóm rất tốt. Nhiều sinh viên ra trường đã kiếm được việc làm tốt ở Singapore hoặc Việt Nam. Có người trở thành doanh nhân, nghệ sĩ, nhà sản xuất chương trình. Rất nhiều câu chuyện sinh viên Việt Nam ra trường làm việc thành công. Không chỉ tuyển dụng sinh viên Việt Nam, trường LaSalle còn mong muốn có nhiều dự án hợp tác nghệ thuật với Việt Nam. Bản thân tôi đã đến Việt Nam, tôi rất thích đất nước các bạn. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện một số dự án nghệ thuật với Việt Nam và đang tiếp tục tìm kiếm các đối tác Việt Nam để có những dự án liên kết hợp tác về nghệ thuật. Khả năng hợp tác với Việt Nam là rất hấp dẫn. Ngôi trường nghệ thuật LaSalle chỉ mới có 30 năm tuổi, vẫn đang hết sức trẻ trung, đổi mới, hấp dẫn thế hệ trẻ đến với ngành công nghiệp sáng tạo. Đây là ngôi trường ra đời và phát triển đồng hành với công nghiệp sáng tạo của Singapore. Trường LaSalle tiếp tục thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của chính phủ Singapore. Trường có mối quan hệ rộng rãi với các công ty, cơ sở nghệ thuật đa dạng để không những sinh viên đến thực tập mà còn làm việc sau này. Nhờ việc tăng cường đào tạo nhân lực cho công nghiệp sáng tạo, mà ngày nay Singapore không chỉ là nơi cung cấp các sản phẩm dịch vụ kinh tế tri thức kỹ thuật cao như tài chính, ngân hàng, viễn thông, phần mềm, mà còn là nơi sản xuất các sản phẩm nghệ thuật giải trí có giá trị cao như mỹ thuật, thời trang, nội thất, truyền hình, phim ảnh, game. Bản thân công nghiệp sáng tạo không chỉ trực tiếp làm tăng thu nhập quốc dân và tạo ra thêm nhiều việc làm, nó còn giúp Singapore thu hút thêm du khách và tạo thêm sự hấp dẫn cho môi trường kinh doanh và sinh sống tại đây. Chính vì vậy, Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới World Economic Forum đã xếp hạng Singapore là địa điểm sống lý tưởng thứ hai sau Thụy Sĩ.